chia sẻ cho các bạn về vấn đề đó là tại sao các bạn quảng cáo lại không ra đơn hàng trên Shopee hay tất cả các sàn thương mại điện tử khác. Thì tự chung lại thì sẽ có ba cái vấn đề như sau. Đầu tiên đó là về chất lượng, đánh giá làm sao. Thì đối với một sản phẩm khi mà chạy quảng cáo ấy, yếu tố đầu tiên mà khán giả hay là khách hàng người ta quan tâm đó là gì? Sản phẩm đó đã có người mua hay chưa? Và đánh giá nó đang ở là bao bao nhiêu? Giả sử như cùng một sản phẩm, cùng mức giá, nói chung là chỉ số như nhau ấy, thì họ sẽ ưu tiên những sản phẩm có đơn, có cái gọi là số sao cao hơn. Cũng như là đối với Shopee ấy, thì họ ưu tiên những gian hàng có sản phẩm có lượt đánh giá 5 sao nhiều hơn. Hầu hết ở đây thì nó toàn từ 4,9 sao rồi. Đây, cái này 4,9 sao này. Từ 4,9 sao trở lên thì sẽ ở trang thứ nhất. Cái này chưa có đánh giá nào. Nghe đây, cái này 4.6 hay 4.7 gì đấy. Đó, như các bạn có thể thấy, cái này 4.5 à. Đó, các bạn có thể thấy. Thì khi mà đánh lượt đánh giá của các bạn thấp ấy, thì cái chỉ số quảng cáo của bạn ấy, cái chi phí quảng cáo của bạn rất là cao. Thì những yếu tố nào để quyết định cái sản phẩm của các bạn nên chạy quảng cáo? Thì đầu tiên đó là cái chất lượng đánh giá 5 sao. Tất nhiên thì khi mà đánh giá 5 sao thì cũng ok đấy, nhưng mà cái đánh giá 5 sao của các bạn ấy nó khá là chung chung và nó không gây được ấn tượng đối với người mua ấy, thì hoàn toàn người ta không mua đâu. Nhiều cái đánh giá phải thật là chất lượng thì người ta mới 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 mua. Giả sử như họ là chính là cái người review lại cái sản phẩm đó cho khách sau này, ví dụ đóng gói cẩn thận hàng, hàng đếch xa, check mã QR, code ok, hàng chắc, hàng chuẩn, shop tặng một mặt nạ, thanh shop lần sau có nhu cầu sẽ mua tiếp nhé. Đó, đó là một cái đánh giá rất là ok, có hình ảnh và video thì nó sẽ được lên top. Các bạn nên lưu ý, cái tiếp theo đó là lượt mua. Thì lượt mua càng nhiều chứng tỏ là shop đó bán được nhiều, nhiều người quan tâm thì họ sẽ mua hàng. Vấn đề tiếp theo đó là gì? Về khuyến mãi. Nếu cùng một sản phẩm, cùng cùng mọi chỉ số nhưng mà một shop có khuyến mãi, một shop không, nó liên quan đến giá, giá thành. Thì bạn mà không có cái ưu thế cạnh tranh ấy thì tất nhiên là người ta không mua ở bạn, người ta mua ở nơi rẻ hơn rồi. Nên đó là một cái lợi thế cạnh tranh. Thì ba ba cái này ấy đều là có thể lợi thế cạnh tranh cho chính bạn. Bạn có thể khuyến mãi không có. Tất nhiên thì mình nghĩ là 2 trên 3 cái này là ok nhất, không phải hoàn toàn có cả 3 nhưng 2 trên 3 là ok nhất. Còn nếu mà kể cả bạn có một chất lượng cũng có mới một đánh giá thì cũng khó người mua thật. Nên là phải có lượt mua đó, số càng nhiều lượt mua thì cái tỷ lệ ra đơn của bạn rất là nhiều. Tất nhiên đấy là ba yếu tố chính để quyết định cái việc đó là chốt đơn hay không. Còn đối với cái việc mà họ có kích vào cái quảng cáo của bạn hay không ấy, thì nó dựa vào cái yếu tố đầu tiên, đó là gì? Hình ảnh sản phẩm, đầy đủ thông tin hay chưa, lượt bán nha, ở đây chỉ xem được lượt bán nên là các bạn phải lưu ý về cái lượt bán. Nói chung là cũng phải đánh giá 5 sao, chưa nói về chất lượng đánh giá 5 sao nhưng ít nhất là phải có đánh giá 5 sao. Và lượt bán thể hiện cái gọi là cái độ tăng trưởng của shop của bạn. Và cái tiêu đề nha, tiêu đề phải phù hợp, tiêu đề phù hợp và tác giảm giá, phí ship extra. Nói chung là nó rất là nhiều vấn đề liên quan đến cái việc đó là có thể khách hàng click vào cái gian hàng của bạn không, sản phẩm của bạn đang chạy quảng cáo không. Thì đó là vấn đề chung. Thì thường nhất đó là ba vấn đề: hình ảnh sản phẩm phải rõ nét, tên sản phẩm, tiêu đề sản phẩm. Đó, thì khi khi mà các bạn chạy chiến thuật các bạn chạy như thế nào? Các bạn sẽ chạy từ khóa tìm kiếm và từ khóa chạy quảng cáo tìm kiếm và từ quảng cáo khám phá dạng. Các bạn biết dạng gì không? Đó chính là dạng tự động để Shopee có thể hiểu được cái sản phẩm của bạn một cách nhanh nhất có thể. Sau khi chạy 1 2 ngày Shopee đã hiểu. Các bạn tìm ví dụ ở đây. Các bạn bấm vào sản phẩm của bạn, các bạn kéo xuống mà có hiển thị những sản phẩm tương đồng thì tức là Shopee đã hiểu cái sản phẩm của các bạn. Thì khi đó các bạn có thể chuyển từ tự động sang thủ công. Thì đó là những cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ đối với các bạn khi mà các bạn muốn chạy quảng cáo ra đơn hay không ở trên Shopee này. Thì đây là một shop mình đang quản lý, thì
nó đang trong quá trình hoàn thiện, chưa có đơn nhiều, với cả sản phẩm nó đang khá là cao so với thị trường, 300 đến gần chục triệu. Thì hiện tại mình đang chạy gọi là đề xuất kiểu là chạy phủ để Shopee có thể hiểu được cái xa cái sản phẩm của shop này. Thì hy vọng các bạn có thể sử dụng cái tư duy này để có cái góc nhìn tốt hơn về quảng